Giới thiệu với các bạn mấy cái mẫu côn ly hợp buli dành cho các cái dòng máy lổ. Cái loại này là loại trục 20 nhé. Đây là loại đai bản A này, đai nhỏ này. Và đai bản B là đai to này. Đấy. Thì các bạn cần loại nào thì sử dụng loại đấy nhé. Cái này chuyên cho các cái dòng máy lổ. Cái này gọi là ly hợp ma sát đấy. Khi các bạn chạy ấy, thì cái quả văng này nó sẽ văng ra, nó bám vào cái sườn này. Đấy là khi tua đủ lớn nhá. Còn khi tua nhỏ ấy, nó sẽ không bám. Thì cái này dành cho các bạn sử dụng đối với những cái dòng hộp số cần sang số ấy, thì phải có cái loại dòng ly hợp này để sang số. Mình nhả ga sang số và kéo ga lên thì ly hợp nó sẽ tự bắt. Cái này gọi là ly hợp tự động nhé, hay mình gọi là ly hợp ma sát, dòng ly hợp đấy. Hàng mới về nhé, các bạn nào cần liên hệ trực tiếp bên em 0983 818 955. Đây là các cái dòng hộp số 2 tiến một lùi này đấy. Thì đây là hộp số 2 tiến một lùi. Hộp số 2 tiến một lùi này thì sử dụng một bên là buli bản A này. Đây, buli bản A đây. Và một bên là sử dụng nhông nhé. Đây, bên còn lại là lắp nhông này, nhông xích xe máy nhé, vừa bên nhông xích xe máy. Đấy, có cần sang số ở đây, hai số tiến, một số lùi. Thì số tiến ấy, thì tỷ lệ giảm tốc của nó là 16:1 và 12:1. Còn số lùi là tỷ lệ giảm tốc là 20:1 nhé. Thì cái này nó sẽ không có ly hợp sang số như xe máy. Khi các bạn sang số là cần phải giảm tốc chậm lại hoặc là ngắt chuyển động. Đấy. Nó có cần sang số đây. Đây là cần sang số này. Cần sang số là lắp vào đây. Các bạn có thể kết hợp cái bộ 2 tiến một lùi này với này cái bộ ly hợp màu xanh lá này để lắp vào thành một cái bộ số này. Đấy là hai cái loại này dùng cho dòng máy lổ. Đấy. Đây có loại này là loại có chân đế nhé. Còn đây là cái hộp số vuông góc này. Hộp số vuông góc này thì có tỷ lệ truyền 1:1,25, gần như là tỷ lệ 1:1 hoặc là tỷ lệ 7:8 đấy, nó cũng là một nó cả. Đấy thì có các loại như vậy. Mọi chi tiết đặt hàng liên hệ 0983 818 955.